Đi đâu mami? Etty, quỳ sức ra đó đó đi. Quê chưa đó hò hì đá mi co. Hì ha hì đê đi co. Rồi các bạn. Và cho bạn coi ca thương kép của chúng ta đã đến với thế giới chúng ta. Nha bạn. Đây, anh chào các bạn nè. Quỳ đó mami, Etty, quỳ sức ra. Cô này giết người ghê lắm. Đây. Rồi các bạn ơi. Dạ hôm nay ca chung kết cao bằng với xài hét nha bạn. Nhưng mà thật ra nếu xài hét giơ tay lên thì con hai con này thì cao bằng nhau các bạn. Cao bằng nhau. Mình đã uống nhiều tức xé màu cam vô nhiều ngay hình dạng nó rồi để làm sợi dây điện các bạn. Đây ca chung kết cả hai con này cao bằng nhau luôn. Em giơ tay xem nó cao tới đến đâu. Để một chút rồi bố cầm giùm danh đi bố. Rồi bạn đợi mình chút để mình để cái hình nó giơ tay lên đã. Giơ tay lên thật cao rồi để mình xem nó cao. Wow, hơi cao hơn ca chung kết các bạn. Em để tay nó xuống. Rồi bố giữ giùm nhanh đi bố. Giữ giùm nhanh đi bố. Giữ giùm nhanh đi. Được rồi, bây giờ sẽ để tay nó xuống. Sẽ gỡ, bắt đầu gỡ hết sợi dây điện ở đây nha. Rồi. Gỡ ra hết sợi dây điện là để phát âm cho không quá đầu ai nè mà. Điện thì sẽ làm sóng âm nó mạnh hơn các bạn. Nếu vì sợi dây điện quấn vào cổ này sóng âm sẽ còn mạnh hơn nữa. Được rồi, gỡ những cái sợi dây điện này ra. Điện là nguy hiểm nha các bạn, các bạn không được chạm vô điện đâu, nó sẽ giật các bạn luôn ấy. Được rồi, ta sợ gỡ này ra được rồi. Gỡ dưới chân. Rồi bạn. Rồi bắt đầu gỡ ra thôi. Rồi đã gỡ ra xong thì ca chung kết để chào xài hát các bạn. We are mommy happy. Mình dứt hết hai con này hợp tác với nhau các bạn. Thì bọn mấy con này đã hợp tác với nhau từ lâu rồi, đã biết rồi các bạn. Rồi. Yeah. Ca chung kết cái xe hét thì đã hợp tác với nhau từ lâu rồi. Cái tay nó bẻ xuống rồi ạ. Rồi để cho con quái đầu ngoài này nằm xuống thôi các bạn. Được rồi. Để chút rồi ạ. Rồi bạn, thì ca chung kết là mạnh dữ lắm. Và cơ hội đến đây để hút các bạn nhớ lại. Sẽ cửa tiếp theo nhà dọi. Bye bye.